Rồi, xin chào các bạn hen. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái dấu Cullen và cái dấu Ray Turner trong diêm thị cấp các bạn. Thì người ta nói dấu Cullen là dấu bầm tím dùng quanh rốn. Có một cái vết bầm tím ở dùng quanh rốn. Thì đó là dấu Cullen. Thì cái dấu này nó cho thấy có tình trạng xuất huyết xảy ra. Nó xảy ra dưới 1% trường hợp trong diêm thị cấp. Chỉ có dưới 1% thôi các bạn, nó không có đặc hiệu ha. Nhưng mà cũng phải trình bày cho các bạn biết luôn. Rồi thứ hai là cái dấu Ray Turner trong diêm thị cấp. Thì dấu Ray Turner là dấu bầm tím ở vùng cạnh sườn ha. Cái dấu Cullen cũng là bầm tím mà dấu Ray Turner cũng là bầm tím nhưng mà ở vùng khác, đó là ở vùng cạnh sườn. Thì cái dấu này nó cũng cho thấy có tình trạng xuất huyết xảy ra dưới 1% ha, chỉ xảy ra dưới 1% trường hợp trong diêm thị cấp thôi ha. Thôi tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.